trying to put him in the worst mood. P1 cleaner than the church shoes. Really point to just to hurt them. All red lamps to tease them. None of these toys on these two. Made the whole year in a week too. Main chick out of their league too. Side chick out of their league too. House so empty, need a centerpiece. 20 racks a table cut from ebony. Cut that ivory into skinny pieces. And she clean it with her face. Drip your cup to kill any pain. Look what you've done. You're a pretty little star boy. Look what you've done. Chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với cả PC của kami. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn download cái bản FIFA 19 demo, được chưa nào? Thì bây giờ để download cái bản FIFA 19 demo này, các bạn hãy làm như sau. Thì điều đầu tiên các bạn cần phải làm đó là các bạn phải có một cái tài khoản Origin. Thứ hai là các bạn phải download cái phần mềm Origin và lúc đó thì chúng ta mới có thể đó là tiến hành download cái bản FIFA demo này được. Thì ở đây mình sẽ để trang web Origin dưới phần mô tả video, các bạn hãy vào đó và sau đây chúng ta sẽ tiến hành đó là việc đăng ký tài khoản Origin. Trước đây thì mình đã có một video hướng dẫn các bạn đăng ký tài khoản Origin rồi. Thì nói chung là bây giờ mình sẽ làm lại cho các bạn nào mà chưa biết luôn, chưa nào. Thì đây, trong cái trang chủ của Origin đúng không nào, các bạn hãy ấn vào phần Register. Ở đây thì các bạn sẽ tích chọn vào phần Create an Account nhá. Rồi các bạn ở đây Việt Nam thì các bạn để Việt Nam thôi nhá. Rồi đây là birth thì các bạn để thế nào cũng được, nó không yêu cầu quá chính xác. Nhưng mà cái năm này như mình đã nói từ trước rất nhiều game rồi, các bạn hãy làm cho tuổi các bạn nó cao lên một tí để các bạn có thể không bị hạn chế cái độ tuổi khi mà chơi những tựa game trên Origin, chứ nào. Nói chung cứ để cái ngày và tháng như thế nào cũng được, còn cái năm thì để cao hơn chút. Sau đó thì các bạn tích chọn vào cái phần điều khoản rồi ấn Next. Ở đây chúng ta sẽ điền cái email của chúng ta có vào. Email rất là dễ tạo, cho nên là mình sẽ không nói về phần tạo email nhá. Mình sẽ có điền một cái email của mình vào. Mật khẩu thì như mình đã nói rồi, nó gồm chữ viết hoa, chữ viết thường và số. Chỉ cần có 3 cái yếu tố này là các bạn có thể qua được mọi cái yêu cầu về độ bảo mật của mật khẩu ở bất cứ một cái game hay là bất cứ một cái trang web nào. Thì đây, mình đón lại một lần nữa, đó là chữ viết hoa, chữ thường và số. Vậy nhá. Public ID, đây là cái tên trong cái tài khoản Origin chúng ta. Mình sẽ để là Griffith. Rồi. Code name. Có rồi à, sẽ đi thêm một chữ số. Chưa. What the fuck. Ui, tên nào cũng có rồi vậy. Một đi. Có không? Có luôn. What the hell. 1, 2, 3. Có thật. Really. 4, 5, 6. Có nữa không? Hả? Vừa thôi. 6, 5, 4, 1, 2, 3 gì đó là. Có không? Không có. Đúng rồi. Ấn đánh nha các bạn. Rồi. Create an your EA account. Show a security question. Chọn câu hỏi bí mật à. Cái này thì mình chọn ra một câu hỏi nào đó. Sau đó các bạn làm mẫu nhá. Favorite pet. Bạn thích con pet nào nhất? Pattern meat. Favorite cartoon. Phim hoạt hình nào bạn thích nhất? Cái này thì nếu như bạn nào mà có định gắn bó lâu dài với cả Origin thì các bạn nên nghiêm túc trong việc đó là chọn câu hỏi bí mật đấy nhá. Còn với mình thì mình chỉ tạo một cái tài khoản đơn giản thôi, cho nên là mình sẽ chọn bừa một câu hỏi ở đó. Dream job as a kid, công việc lý tưởng của bạn khi bạn còn nhỏ là gì? Đó là hồi nhỏ mình mơ ước làm cái gì nhỉ? Bắt thôi câu khác đi, câu này nghe là sến quá. Favorite pet rồi, dog là con chó, được chưa nào? My profile active friend can be viewed by no one. Đó. 4 chữ số nhá, bắt buộc phải có 4 chữ cái nhá các bạn. Follow me by email, cái này không nhá. Email WhatsApp, new payment, cái này cũng không luôn nhá. Rồi các bạn ấn vào phần create account. Xong rồi, chúng ta đã có một tài khoản EA rồi.
always start your gaming journey with Origin. Được rồi, get start. Được rồi, sau khi có một tài khoản Origin thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đó là cài đặt cái phần mềm Origin, được chưa nào? Đây là một cái giao diện chơi game nó giống như kiểu là Garena ấy, các bạn có thể hiểu tương tự như vậy, được chưa nào? Thì ở đây, các bạn hãy ấn vào phần My Home nhá, hoặc là ở đâu cũng được. Các bạn nói chung là ở nguyên cái trang web đó, nó có cái trang chào mừng chúng ta đây đúng không? Thì các bạn để ý từ chữ download ở đây nhá, các bạn click vào chữ download này. Đó, là nó sẽ hiện ra cái bảng để chúng ta có thể đó là download cái Origin. Thì ở đây, chúng ta xài máy tính mà, đúng không? Cho nên là đương nhiên chúng ta sẽ chọn cái bản đó là Windows rồi. Ở đây chúng ta sẽ ấn vào phần download nhá. Đó, nó sẽ tiến hành download cái Origin setup về. Cái này cũng nhanh thôi, 60MB đúng không nào? Vài giây nữa là xong rồi. Trước đây thì mình đã giới thiệu khá là chi tiết về cái giao diện chơi game Origin này rồi. Bây giờ thì sau khi download xong thì các bạn hãy ấn click vào nó để mở lên nhá. Rồi, ở đây các bạn ấn run này. Sẽ tắt cái này xuống rồi. Đây, đây là giao diện cài đặt của Origin. Thì chúng ta sẽ ấn vào phần Install Origin đây nhá. Rồi, ở đây thì các bạn chọn ấn vào phần Browser trên này, chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái cổng Origin này lại. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhá, và ở ổ Game. Rồi select folder. Chỗ này thì mình sẽ bỏ chọn tất cả những cái này và để lại đúng một cái đó là create desktop subcode thôi. Thế nào? Sau đó thì mình sẽ ấn chọn đồng ý vào điều khoản I have the red and accept it này. Thế nào? Sau đó thì ấn continue. Rồi, nó sẽ tiến hành đó là cài đặt cái Origin về máy tính của chúng ta. Cái này thì nó cũng khá là nhanh thôi. Và ngay sau khi quá trình cài đặt hoàn tất thì nó sẽ yêu cầu chúng ta đăng nhập vào cái tài khoản của EA, được chưa nào? Thì cái tài khoản chúng ta vừa đăng ký thôi, chúng ta chỉ cần đánh nó ra thôi đúng không nào? Griffith Keep me sign invisible. Cái này thì các bạn thích thì thích chọn, mình thì không nhá. Rồi sau đó thì sign in thôi. Chúng ta sẽ tiến hành đó là đăng nhập vào Origin, rồi bắt đầu download cái bản demo của FIFA 19. Được rồi, sau khi đã đăng nhập vào trong cái Origin rồi ấy, thì các bạn có thể thấy là cái bản demo của FIFA 19 thì nó mới phát hành mà, cho nên nó để thẳng lên trang chủ ấy, các bạn thấy không? Nhưng mà nếu khoảng tầm một thời gian sau ấy mà cái nó phát hành một cái gì đó mới mà cái phần này nó không còn trên trang chủ nữa ấy, thì các bạn có thể ấn vào phần Store ở đây nhá. Rồi ấn vào phần Blow Game này, chỉ chuột đến thôi chứ không cần ấn vào được, thế nào? Rồi các bạn chỉ đến cái phần đó là FIFA này. Các bạn chọn trong FIFA 19 này, thế nào? Click vào nhá. Đó, ở đây thì các bạn có thể thấy cái chữ đó là try it first, được chưa nào? Thì đây chính là cái chỗ để chúng ta có thể download đó, bản demo đấy. Các bạn click vào đó nhá, try it first. Rồi, ở đây thì các bạn hãy ấn vào add to game library, được chưa nào? Rồi, các bạn có thể ấn thẳng vào phần download with Origin. Hoặc là nếu các bạn lỡ ấn cái gì đó mà các bạn không ấn vào đấy nữa thì các bạn có thể chọn về phần my game library, được chưa nào? Thì nó về đây rồi này. Trước đây thì mình đã từng download bản FIFA 18 demo. Còn đây là FIFA 19 này. Chúng ta sẽ ấn vào phần FIFA 19 demo nhá. Đó, các bạn có thể ấn vào phần download ở đây. Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục đó là chọn ngôn ngữ. Ở đây thì đương nhiên là chúng ta sẽ để tiếng Anh rồi đúng không nào? Còn các bạn thích những cái loại ngôn ngữ khác thì các bạn có thể tùy chọn. Mình thì sẽ tiếng Anh thôi. Rồi ấn accept nhá. Rồi, sau đó thì các bạn hãy ấn vào phần change location. Chọn vị trí mà các bạn muốn lưu cái bản demo của FIFA 19 đây này. Mình sẽ lưu nó ở ổ D nhá. Rồi lưu nó ở ổ game, thế nào? Select folder. Nó sẽ tự động tạo một cái folder FIFA 19 cho chúng ta. Và ở đây mình sẽ bỏ chọn thêm cái phần create a start menu folder. Shortcut, thế nào? Thì nó sẽ tạo một cái icon bên dưới phần start menu thôi, không có gì cả. Mình sẽ để cái create desktop shortcut thôi, thế nào? Sau đó thì ấn next nhá. Rồi, đây là những cái mà nó sẽ cài đặt kèm theo để có thể chơi được cái bản FIFA 19 này. Các bạn hãy ấn I have and red, được chưa nào? Click chọn vào đây, sau đó thì ấn next. Rồi, bây giờ thì cái game nó sẽ tiến hành download về máy tính của chúng ta. Như các bạn thấy đây là mình sẽ mất khoảng tầm 40 phút để có thể download được 7GB của FIFA 19 demo. Nó cũng hơi lâu, vì vậy mình sẽ tua qua đi nhá. Rồi, sau khi đã tiến hành download xong ấy thì các bạn có thể ấn thẳng vào chữ play ở đây để chơi game được, hoặc là các bạn có thể chạy một cái icon FIFA 19 demo bên ngoài màn hình là có thể chơi được game nhá. Mình thì sẽ chạy play ở đây. Ở đây chúng ta sẽ vào phần game setting trước à. Full screen mình sẽ để đó là 10900 nhá. Đây là cái resolution tiêu chuẩn của màn hình của mình. Auto, nói chung là mình sẽ để mọi thứ auto hết nhá. Cái này mình sẽ chọn là no limit the FPS. Direct thì để 11 luôn. Button icon audio nó không có cái
điều chỉnh tay bấm ở đây à? Có lẽ vào trong chúng ta mới điều khiển, mới chỉnh được cái phần bàn phím các bạn ạ. Thì bây giờ mình sẽ ấn vào phần play nhá. Xem ngôn ngữ à, tiếng Anh luôn. Người cũ từng đá cho Real Madrid. Gì đấy? Hunter. Sao nghe tên lạ vậy? Người ra nhìn giống Benzema. Ơ, được đá này các bạn. Hả, cái gì đấy? Chạy bằng chuột các bạn ơi. Ấy. Ui, đá bằng chuột nó kiểu gì các bạn ạ? Lên nào. Toni Kroos. Chuyện, ôi, chuyện mất rồi. Dễ qua người nào. Cố lên. Ây. Thôi rồi, có lẽ mình sẽ dừng lại đây thôi. Chứ thực ra thì cái game về thể loại bóng đá này mình thực sự mình không biết chơi. Thế nào? Thì nói chung là video này mình chỉ muốn hướng dẫn các bạn là đó là cái bản demo của FIFA 19 về để trải nghiệm thôi. Và như mình đã nói, nhưng mà nào thích thì có thể download lại cái phần FIFA hoặc là PES 2018, 2017 về để chơi. Mình đã có hết được các bản crack rồi. Thế nào? Mình đã hoàn thành cái video này rồi. Chúc các bạn đã được thành công và chơi game vui vẻ. Hẹn gặp lại các bạn ở những cái video tiếp theo của mình. Các bạn đừng quên subscribe channel cũng như like fanpage Facebook để cập nhật những cái game mới nhất mà mình chia sẻ nhé. Tạm biệt mọi người. We'll be right back.